Xin chào các bạn. Cách đây khoảng 6 đến 7 năm, khi mà các hãng lớn còn chưa về đến Việt Nam và người người nhà nhà thì cũng chưa được tiếp xúc với công nghệ cũng như là các thiết bị nghe nhìn tân tiến như bây giờ, thì có một thiết bị mà gần như nhà nào cũng sẽ có cho mình, đó chính là một chiếc DVD. Vào lúc đó thì chắc chắn rằng các bạn sẽ hiểu được giá trị của những em đầu DVD này. Nếu mà được trang bị thêm một dàn âm ly nữa thì vô cùng xịn sò luôn. Tuy nhiên những năm gần đây, với sức mạnh của hiện đại hóa, các nhãn hàng có sự thay đổi và phát triển cực kỳ mạnh mẽ, và những đầu DVD thì không còn được sử dụng nữa và không được trọng dụng như trước, được coi là một món đồ lỗi thời. Với một thương hiệu cực kỳ quen thuộc và luôn mang đến cho anh em những thiết bị có nhiều tính năng sáng tạo là Bose, thì đã mang trở lại một thiết bị có thể chạy được CD, cùng với đó là nhiều công nghệ để các bạn có thể sử dụng trong gia đình. Và hãy cùng mình review em Bose SoundTouch Music System thế hệ thứ tư này nhé. Audio Jungle. Như trong một video mà mình đã mang đến cho các bạn một sản phẩm mang tên là Home Speaker 500. Nếu các bạn chưa xem thì có thể xem lại tại đây. Với một sản phẩm dành cho gia đình có thiết kế hiện đại cũng như là dễ dàng di chuyển, thì hôm nay lại là một sản phẩm từ Bose. Tuy nhiên sẽ gợi ý cho các bạn về nhiều kỷ niệm ngày xưa hơn với một thiết bị không thể thiếu trong gia đình. Về thiết kế của SoundTouch 4 thì các bạn cũng có thể thấy là vẻ đẹp của em nó cực kỳ cổ điển, tuy nhiên là vẫn không làm giảm đi tính thẩm mỹ của em nó. Vật liệu chính mà SoundTouch 4 sử dụng là nhựa cao cấp. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy bề mặt này được hoàn thiện cực kỳ tốt và không hề có sự ọp ẹp nào. Với vật liệu mặt trước bằng kim loại như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên khi mà em nó có trọng lượng lên đến 4,5kg và cực kỳ chắc chắn. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có hai phần là phần đế và phần thân máy. Phần đế của máy sẽ đóng vai trò là các cổng mở rộng. Chúng ta sẽ có một nút và đèn báo hiển thị trạng thái kết nối Wi-Fi, cổng mạng LAN, một cổng micro USB và một cổng USB Type-A. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cổng server và cuối cùng là bowling để có thể kết nối với phần thân. Sau đó là có thể sử dụng phần đế này như một cổng kết nối cho phần thân của SoundTouch 4. Sau khi kết nối với nhau xong thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thiết kế của nó. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình bằng kính thể hiện những thông số, bài hát cũng như là trạng thái của em loa này. Ở dưới là phần logo cũng như là phần khe để các bạn có thể sử dụng đĩa CD. Hai bên là loa và phần trên đỉnh này thì Bose đã trang bị một phần cảm ứng để các bạn có thể chạm vào và bật tắt thiết bị. Ở rìa hai bên được Bose trang trí những đường vát nhẹ khiến cho việc cầm nắm sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi lật mặt sau ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lỗ để có thể là thoát âm thanh cũng như là phần khí nóng mà em nó vận hành. Ở ngay cạnh dưới thì chúng ta sẽ có jack cắm. Đầu tiên là cổng cấp nguồn để các bạn có thể cắm cho em nó. Sản phẩm này thì không hỗ trợ pin bên trong. Tiếp theo đó là một cổng AUX cho bạn có thể cắm các thiết bị ngoại vi khác để có thể phát nhạc thông qua em SoundTouch 4 này. Và cuối cùng là cổng headphone để các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta nằm và cần thư giãn gần em nó. Hệ thống Wave SoundTouch được trang bị công nghệ Waveguide độc quyền của Bose, mang đến âm thanh sâu lắng và tròn đầy thường thấy ở những hệ thống âm thanh đắt tiền hơn và có kích cỡ lớn hơn. Hệ thống Waveguide trên Wave SoundTouch 4 có tổng chiều dài ống cộng hưởng âm lên đến 132cm, nhưng lại được thu gọn một cách khéo léo vào thân hình với số đo lớn nhất chỉ vòn vẹn là 37cm, cho hiệu quả cộng hưởng âm cực kỳ ấn tượng với giải bass vô cùng mạnh mẽ và tổng công suất phát lên đến 60W, ngang ngửa với cả những mẫu loa để bàn với kích thước lớn hơn rất nhiều lần. Hệ thống âm nhạc Wave SoundTouch là một phần của toàn bộ dòng sản phẩm không dây, từ hệ thống âm nhạc đơn giản đến hệ thống dạp hát tại gia. Tất cả các bộ phận này phối hợp với nhau hoàn hảo để phát nhạc giống nhau ở mọi không gian hoặc là nhạc khác nhau ở những không gian khác nhau. Với SoundTouch, bạn có thể phát nhạc từ Deezer, Amazon Music hoặc là Internet Radio cùng một lúc và gửi nó đến nhiều loa SoundTouch để mỗi loa phát mỗi thể loại khác nhau trên cùng một mạng. Điều này thì bạn hoàn toàn có thể làm được chỉ với việc cài đặt app của Bose là Bose SoundLink Control. Điểm đặc biệt của Bose là nếu như bạn sử dụng bất kỳ thiết bị nghe nhìn nào của Bose thì đều có thể kết nối với nhau để có được một dàn stereo. Với công nghệ âm thanh như vậy thì SoundTouch sẽ thích hợp với những không gian nhỏ như là nhà bếp hoặc là phòng khách, có được trang bị cả Bluetooth và có kết nối Wi-Fi khi mà em nó hoàn toàn có thể nghe nhạc thông qua kết nối ở các website lớn như là Spotify hay là iTunes với chất lượng âm nổi bật nhờ có công nghệ Waveguide độc quyền của Bose
mang đến một chất lượng âm vô cùng ấm áp cũng như là cực kỳ mạnh mẽ, đáng giá với một người dùng phổ thông. Nếu bạn là một người yêu thích sự trẻ trung, năng động, một thiết bị chứa đựng nhiều công nghệ nhưng mà vẫn mang trong mình nét hoài cổ về một thời băng đĩa ngày xưa, thì đây chính là thiết bị nghe nhạc dành cho bạn. Với một sản phẩm chứa đựng dần hết các công nghệ của Bose, từ công nghệ âm thanh Waveguide hay là trang bị tận chân răng cho người nghe nhạc, những kết nối có từ không dây đến có dây, hơn hết là có thể phát và sử dụng những chiếc đĩa CD và nghe đài FM. Cuối cùng thì cảm ơn antien.vn đã cho mình mượn sản phẩm này để có thể mang lại một bài review chi tiết cho các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu tham khảo các món đồ công nghệ thì cũng đừng quên truy cập vào website antien.vn để có thể biết thêm chi tiết. Còn nếu các bạn mà yêu thích video này thì hãy để lại comment, like, share để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.